You ready? Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Hình như không ai dạy em nên em còn non, em chưa học quá cách chọn đúng người. Chàng trai đi cùng đáng ăn cây kem thật lòng không. Ok, em nhìn anh rồi xem em sai một lý, em đi một thước. Giờ anh muốn bên cạnh em, muốn ôm chặt em rồi nhẹ nhàng nói đáng đời. Sao nào? Người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã đừng theo người đó, em ơi em mà, yeah. Đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha, hey hey. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi thời. Thế nào anh cũng sẽ lừa được em, come on. Đằng nào rồi cũng sẽ, yeah. Oh oh. Chàng trai đang xoanh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về dancer. Em nhìn anh rồi xem em sai một ly, em đi một thước. Giờ anh muốn bên cạnh em, muốn ôm chặt em rồi nhẹ nhàng nói đáng đời. Anh đã nói rồi, người ta đang chờ anh trong cơn mưa, giờ em đã sáng mắt chưa? Đừng theo người đó, em ơi em mà, đừng gây thù oán đau. Vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi hát nào. Thời gian không thoát thôi đưa, thế nào anh cũng sẽ lừa được em. You. Chàng trai đang sẽ bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh. Yeah. Oh. Ami khong kun penke, you ready? Ami khong kun penke, Ami khong kun penke, Ami khong kun penke. Anh ta trông thật yếu yếu, còn nhìn em trông thiệt yếu. Tình yêu là một giấc mộng đẹp, nhưng em cuối cùng lại khóc ướt nhẹp cái gối nè. Lần sau em kiếm bà mối là tốt hơn nghe. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói để em biết là chẳng còn phèn. Anh không giỏi, anh trông bình bình, anh giữ lại những thứ là của mình. Em xinh xắn, em trông đứng đắn nên thu xếp ghi thái độ. Anh còn nghe anh nha. Nhục nhường muốn nghe cái quạt lá theo được không nào? Asami khong kun bên cây. Asami khong kun bên cây. Asami khong kun bên cây.